thời gian hội nghị đã hết, bây giờ hai đội ra sân tiếp tục thi đấu. Bây giờ mưa rất là nặng hạt, đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Hiền Ninh 11. Một pha đánh bóng không. Điểm cho Thị Trấn 8-11. Ba cú bóng hồng. Đánh bóng hồng cú bóng hết đi. 12. Điểm số bây giờ 8 nghiêng với Hiền Ninh 12. 8. Hiền Ninh là bên lốt. Xích xích quan. Điểm quá, bóng vẫn còn. Điểm cho Hiền Ninh 13-8. Liên. Điểm cho Hiền Ninh 14-8. Điểm tiếp cho đội Hiền Ninh 15-8. Và điểm số bây giờ là một khoảng cách khá an toàn đối với Hiền trong hiệp đấu thứ nhất. Hay quá. Điểm cho Thị Trấn Quán Hào 9-15. Cô chú bỏ bóng. Hay quá. Bóng vẫn còn. Điểm số bây giờ điểm cho đội Thị Trấn Quán Hào 10-15. Hay quá. Một pha bỏ bóng ra. Thị Trấn Quán Hào đang rút ngắn cái khoảng cách. Điểm tiếp cho đội Thị Trấn Quán Hào 12-15. Như vậy là khoảng cách bây giờ được rút ngắn. Hay quá. Đổi điểm cho Hiền Ninh 16-12. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi đại sứ bộ dương đi rồi cô tay rồi. Điểm tiếp cho Hiền Ninh 17-12. Đi chưa thầy tổ rồi. Nhiệt tình này. Điểm bóng đây là pha bỏ bóng hồng của các cầu thủ đội tuyển Quảng Hậu. Điểm cho Hiền Ninh 18-12. Đội thi đấu Quân Hào xin đổi ý lần thứ hai.